Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên em xin chúc quý cô chú anh chị em trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Dạ hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021. Em có về hai phôi mai vàng rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho em clip vừa qua 9 cây. Em bán hết 8 cây anh em. Chỉ còn một cây duy nhất là cây mai thứ quý. Dạ hy vọng clip này anh em ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tàu lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook của em. Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên nha anh em. Chào anh em ơi. Dạ rồi, không chờ để lâu, em xin mời anh em bước vào cây số 1 đầu tiên. Là cây mai dáng trực quân tử, nầu đế siêu khủng. Cây một thân một cốt rõ nét anh em. Nầu đế đặc kẹo. Nầu đế anh em hình dung ở ngoài còn hơn là cây vú sữa nha anh em. Đó, anh em nha, một thân một cốt rõ nét, cốt cạnh đóng tứ diện luôn. Cây sạch sẽ vót ngọn. Cây này theo chủ nhà chia sẻ là cây bông đẹp nha anh em. Chủ nhà nói bông bông chùm đó mà mình không thấy bông. Bông 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh có nha anh em. Rồi em tiến vào đo thông số cho anh em tham khảo nha. Rồi em báo giá cho anh em nghe anh em. Giá cũng rất là dễ chơi. Cây này cũng có hiện tượng lên sù nha anh em, sù da me. Để hồi em quay cho anh em cận cảnh anh em thấy. Củ đế là 99. Củ đế 99 nha anh em. Anh em dòm nha. Đây là xác củ đế nha anh em. Đây xác củ đế nha. Đó, 99. Rồi em đo quành eo. Đế quá khủng anh em ơi. Eo là 65. Eo 65. Em đo xích lên trên chút em. À. Rồi, chuẩn đi. Quành 64 nha anh em. 64, em đo giùm anh cái thoát thân nhiêu em. Đế quá khủng anh em ơi. Đế quá đẹp. 26. Thoát thân 26 anh em. Em đo giùm anh cốt cạnh cho anh em tham khảo. Cốt cành 20, quay em đây em. Là 24. 24 nha anh em. Chiều cao hồi nãy em đo là cao 1m7. Em đo giùm anh cái đường kính bầu em. Kính bầu là 1m1. Đường kính bầu 1m4 nha anh em. Đó, anh em hình dung nha. Tổng nồi đế là trên 300 nha anh em. 1m1 anh em nhân cho 3 đi, là trên 300. Đó, anh em xem nha. Hình dung nha. Hình dung có cái bình nước suối á, anh em so sánh nha. Cây ngoài rất nâng cây nha anh em. Này sát ngoài anh em dòm như là quạnh 80 chứ. Đó. Rất là lực nha anh em, rất là nâng cây nha. Cốt cành đóng tứ diện gió ngọn luôn. Được rồi, em tiến vào quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Nầu đế đông đặc nha anh em. Đế quyết bìm việp luôn. Hàng này anh em nuôi rất là tiềm năng nha. Cây này anh em lên bồn nuôi về lâu về dài rất là tương lai anh em. Cốt cành đóng quá đẹp, đế quá khủng luôn. Anh em xem mùa đế nha. Đó, nó về từ từ cho anh em xem nha. Đế còn hơn cây vú sữa nha anh em. Cái này đầu đế nôm cao khoảng gần 40cm nha anh em. Cây quá đẹp. Anh em hợp nhãn thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0919 755 533. Em tên Út nha anh em. Đâu em dừng lại, em ôm thử cái nầu đế cho anh em tham khảo này. Ôm thử đây. Đó anh em xem nha. Quá chị khủng luôn nha anh em. Cậu hai người ôm hông giáp luôn nha anh em. Đó anh em xem nha. Quá. Em để cái tay vô cho anh em so sánh đi. Đó. Đế là cầm tay nha anh em. Cây ngoài rất là khủng. Bao anh em là cây ngoài rất là khủng nha. Trong hình chỉ có 7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 nha anh em. Hàng này nói chung là đáng cho anh em sưu tầm nha. Một thân một cốt, đế đẹp, cốt cành lực, bông đẹp. Ba dách dách nào cũng có chơi nghe nè. Yeah.
Dạ rồi, cây số 1 đầu tiên, cây mai vàng dáng trực quân tử, nội đế siêu khủng. Em xin mạn phép giao lưu cùng anh em, giá 85 triệu. Em bao ship anh em đồng bằng sông Cửu Long nha. Dạ cây này em có thuê xe tải chở cho anh em nha anh em. Cây này không có gỡ vụ nữa nha. Ở ngoài nó khủng lắm nha anh em. Đường kính bầu là 1m1. Anh em vô chậu là phải lọt lòng từ 1m3, 1m4. Đó, em để cái thùng lên cho anh em so sánh nữa nha. Anh em so sánh nha anh em. Đó, cho thấy cái độ lực cây ở ngoài rất là lực. Cái thùng nước suối là không có xi nhê cái anh em. Em để bên đây cho anh em so sánh thêm một cái nữa đi. Đó, anh em hình dung nha. Bao anh em là cây ở ngoài rất là khủng, rất là đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Bao anh em luôn. Cái nào có sao em nói vậy nha. Dạ rồi, xin mời anh em bước vào cây số 2. Là cây mai vàng dáng siêu thú anh em. Dạ xin mời anh em nha. Dạ rồi, bước vào cây số 2. Dạ cây số 2 là cây mai sù dáng thú anh em. Cây ở ngoài rất là khủng anh em, rất là đẹp. Cây này theo chủ nhà chia sẻ cũng là cây bông đẹp anh em. Cái này chủ nhà cũng nuôi hết một năm rồi, bây giờ rút cốt cành anh em, nuôi cốt chi nha. Cốt cành đóng chuẩn hết trơn rồi. Đó, cái này về anh em nuôi là bắt chi ra là chơi nha. Chi chuẩn luôn nha anh em. Được rồi, em tiến vào đo thông số cho anh em tham khảo nha. Em báo giá cho anh em nha anh em. Sù nha anh em. Cái này lên sù nha anh em. Cũ là 94. Đây, cái cũ đặt 94 nha anh em xem nha. Đây, cũ đặt nha, anh em xem đó. Nha. Rồi, em đo giùm anh cái hoành eo nhiêu. Em là 53. Rồi, em đo ngay trang vị trí này 53 nha anh em. Em đo sát ở trên này mà nhỏ nhất luôn đi. Cho anh em tham khảo đi. Chung cây quá đẹp rồi. Đây 46. Là cái eo nhỏ nhất 46 hoành nha anh em. Đó, anh em xem nha. Tổng nội đế này. Đế 150. Đây, tổng nội đế anh em xem nha, 150 nha anh em. Em đo giùm anh cái chiều cao lên nhiêu em. Chiều cao là 50. Chiều cao 50. Đường kính bầu em. Kính bầu 75. Đường kính bầu 75. Cây này anh em ép nó vô chậu chậu 8,5, chậu 9 nha anh em. Được rồi, quen em xem dòng tham khảo nha. Hàng này đáng cho anh em sưu tầm nha anh em. Cái này dáng thú anh em, dáng quái thú. Đó, anh em xem nha. Quá đẹp luôn, có đích quá đẹp anh em ơi. Cây trong hình anh em dòm chỉ 7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 nha anh em. Đó, anh em dòm nè, để bóc nha anh em. Cây này có một cái đuôi rất là dễ thương nha anh em. Đó. Cái này xù muốn hết cây nha anh em. Đây, cái thân mình nó dặn nó xù nè. Đó, anh em xem nha. Tại vô nhà không biết trà xù nó hơi hơi lặn xù nha anh em. Đó, cây ngoài rất là đẹp. Dạ rồi, cây sù dáng thú, em xin mạn phép giao lưu cùng anh em. Giá 45 triệu anh em. Em bao ship anh em đồng bằng sông Cửu Long nha. Cây ngoài rất là khéo anh em. Đó, anh em dòm nha. Ở ngoài lực lắm nha anh em. Rồi. Anh em hợp nhãn thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0919755533, em tính nút nha anh em. Dạ, cuối clip em xin chúc toàn thể anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhắn cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ em nha. Để em có động lực sưu tầm những cây phôi mai đẹp và phục vụ anh em nha anh em. Dạ, em xin chào anh em nha.